Rồi, xin chào mọi người. Giờ hiện tại mình đang ở ngay chỗ bến Du Thuyền, vừa ra bến Du Thuyền của Cần Thơ này các bạn ơi. Có thể là không có bị cho nó nhỏ. Thì cái Du Thuyền này nó gồm có 3 tầng, nói chung là chứa khoảng 600 người đó các bạn. Đó ăn uống thì tính tiền sau thì giá từ 30 đến 100 ngàn tùy theo món. Và bây giờ mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Còn cái đó? Bên cái đó bên kia hả? Chụp hình đi. Okay. Anh cái chị đó hỏi đi, chị nổi kìa. Chị nổi mấy giờ vậy? Dạ 5 giờ qua 7 giờ anh. 5 giờ. 5 giờ đi 7 giờ về, còn nếu như mà anh đi cái tour 7 giờ đi á thì 11 giờ về đi được 4 điểm. Còn 5 giờ đi là tới mấy giờ về? 7 giờ về. 7 giờ. Còn cái kia là 7 giờ. 7 giờ đi 11 giờ về. Đi tour nè. Giá sao? Anh đi chợ nổi vậy đi tàu lớn sau lưng anh á là đi ghép người 100 ngàn. Nếu như mà đi cái tour 7 giờ á là đi 4 điểm chợ nổi, vườn trái cây, đặc sản miền Tây, làng nghề tiếu, thứ nhất hướng dẫn viên cho gia đình, thứ nhì phí tham quan đò em lo hết ghép cho mình. À, giống như lúc đó mình đi mấy trái cây rồi chùa, vô chùa ăn. Mai mà đi chợ nổi chơi đi anh chị. Sao đi mấy giờ? Đi 7 giờ hay 5 giờ? Đi. Hay là có đi 5 giờ đi 4 điểm. Hay lắm. Em với anh đi cô Lan Anh. 5 giờ em cũng cho cô đi 4 điểm, 9 giờ mình về. 5 giờ 4 điểm, 7, 7 giờ. Bé mấy tuổi? Em 7 tuổi, em 7 tuổi. Em bé có tính tiền không? Em bé có tính tiền, anh tính tiền chị. Là nãy nó là 5 giờ là 4 tour, 4 điểm. 5 giờ là chỉ có đi chợ nổi về thôi. 5 giờ đi chợ nổi còn. Cho anh ghép 5 giờ thì em đi có 2 giờ rồi. Ừ, anh biết. Có cái tour đi được 4 điểm luôn. 2 giờ nó 5 giờ đi, 9 giờ mình về. Đi có đảo hay không? Cũng đi chợ nổi, vườn trái cây, đặc sản miền Tây. Rồi làm dấu tiếu rồi đi lên tham quan cái chùa Đất Sét. Chùa Đất Sét đợt mình đi á. Đi giống như mỗi lần mỗi lần đi đó. Đi giống như đợt trước thôi. Còn mà còn 7 giờ là cũng đi chợ nổi thôi. 7 giờ đi 4 điểm mà không đi chợ nổi. Không có đi chợ, chợ nổi là cái điểm đầu tiên. Thôi thì khỏi đi chùa đi. Chùa chán rồi chứ. Vậy là 7 giờ đến 11 giờ. 11 giờ nó trễ quá. Sao mai có đi chợ này 5 giờ tới 9 giờ mình về. Mỗi bữa đi mùi như bao nhiêu tiếng ta? 4 tiếng. Đi cái tour 5 giờ là đi được 5 điểm. Thôi đi cái tour 5 giờ là phí tham quan là mình chịu được. Thứ nhất thứ nhì không có hướng dẫn viên giải thích đàng hoàng nha. Thì 7 giờ là bắt đầu mới có đi được thôi. Còn 5 giờ là không ấy, mình cứ leo lên đi thôi chứ. 5 giờ là mình leo lên tàu đi được 4-5 điểm luôn anh. Là đi chợ nổi này, vườn trái cây, là nghề làm hủ tiếu, hướng dẫn. Mình cứ đi nhưng mà có cái cô trưởng đoàn. Cô trưởng đoàn người ta kỹ, ví dụ ở đây thì mình đi đó mấy giờ quay lại gì đó rồi. Nhưng mình ăn lên đó mình tham quan đồ mình đi xuống. Ừ thôi vậy 5 giờ đi. Nè. Nói tôi đi ngay dưới giờ đi, bằng bàn lấy lên cái này. Đi, để vào đây cái. Ừ quá. Rồi chụp hình nè con. Thank you.
ơi, đăng vé sáng mai đi Chợ Nổi các bạn ơi. Một vé 100.000 từ 5 giờ đến 9 giờ đi 4 điểm, 5 điểm gì đó. Nó có vé mà không? Hết chỗ hết rồi. Là mai 5 giờ, đúng 5 giờ tàu đi hay là có trễ hơn không? Sợ nó quên. Em cho số của ai à? Cho số em đi. Số em số mấy vậy? 035. Em nhá máy kìa, có vô điện thoại chưa? Cô đang nhá máy kìa, có vô chưa? Ồ, nhạc nhiều quá các bạn ơi. Khóa có gì đặc biệt không? Vậy cái này thì em dùng dây gân kết lại cho anh chứ không dùng keo đâu, rất là chắc. Dùng gì chứ? Dây gân. Vậy một sợi dây gân duy nhất thôi, kết 12 viên hạt cườm lại với nhau. Mà thêm một hình khối cầu tròn như này nè, tượng trưng cái sự viên mãn hạnh phúc tròn đầy của mình ạ. Một dây nhiêu? Ý một cái là nhiêu? Vậy một cái là 30.000 á anh. Cũng đẹp chứ ạ. Em mua cái đi. Ba lô có bé cũng rất là đẹp ạ. Bớt không chị? Mình mua hai cái bớt không? Hai cái 50. Mua hai cái 50, còn cái 30. Vậy đi. Hết màu hồng hả? Này như là nhiều màu hả ta? Anh thích cái nào? Thôi em mua em ngay xe em đi. Con này lấy 7 sắc không màu cầu dòng. Cái này có 2 mèo à. Này có 7 mèo. Lớn nhiều cho chị bé đúng không? Hết 10.000 rồi. Em làm.
có chừng bấm được hai lần không? Ủa này nó có tối tiền không ta? Có tiền không? Để con đang bấm. Thì bớt bởi vậy mới đóng cái bởi cái cửa hàng cho mua vậy nè. Nhanh đi thôi để uống.